Hello mọi người, mình là Henrika đây. Hôm nay mình lên trường với một số giấy tờ nên là nhân tiện mình sẽ đi một vòng quanh trường cho mọi người xem. Đặc biệt là cho các bạn có ý định xin học tại trường Đại học Kỹ thuật Cherry. Đi thôi. OK, từ cổng trường đi vào thì tòa đầu tiên nhìn thấy là tòa hành chính này. Những văn phòng liên quan đến hành chính, công vụ các thứ đều trong này hết. Bên này là phòng tổng vụ, nộp tiền hay nhận thư, nhận hàng đều vào đây nha. Còn bên trái có phòng quân sự, học vụ này. Nói nhỏ cho các bạn biết, poster đạt giải của mình từng treo đây đấy. Hi hi hi. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Đây là tầng 2. Các bạn đăng ký đi chứng chỉ hay nhận chứng chỉ sẽ qua đây lấy nha. Tầng 3 nè, ở đây có tổ đăng ký. Trong tòa hành chính này thì ngoài phòng tổng vụ dưới tầng 1 ra thì cũng phải lên đây thường xuyên đấy. Phòng hiệu phó cũng ở tầng này. Có lần mình lên đây xong gặp thầy hiệu phó, bao nhiêu sinh viên nước ngoài như thế mà thầy vẫn nhận ra mình. Thầy còn đùa lên thăm thầy hả? Ok, quay sang xương tòa đầu tiên thôi, đi tiếp nào. Đây là ủy viên hoa viên. Các hoạt động ngoại khóa thường được tổ chức ở đây. Sang mùa xuân hoa đào nở đẹp cực kỳ luôn mọi người ạ. Đây là hợp kính tà lầu. Khoa thiết kế chúng hình chủ yếu học ở đây này. Mình rất thích học ở tòa này tại vì nó vừa gần cổng trường, mà nó còn có cửa hàng tiện lợi ngay dưới tầng 1 nữa. Đây là tầng trên cùng này. Trên này toàn văn phòng thôi nên không có nhiều sinh viên biết ý. Sang kỳ 2 năm nhất mình mới biết có chỗ này cơ mà, trong khi mình toàn học ở đây. View đẹp, sáng sủa, mỗi tuổi mùa hè ngồi đây thì nóng lắm. Thẳng rẽ phải sẽ thông sang tòa hành chính này. Bày đơn giản trông cũng ra gì phết ha. Còn đây là trung hớ tả lỗ. Thường mình sang học những môn đông học sinh vì tòa này có phòng học rộng này, sức chứa khoảng 100-200 sinh viên gì đó. Văn phòng quốc tế cũng ở trong này này. Hôm nay mình đến trường cũng là để lên văn phòng quốc tế lấy đồ đây. Trưa nào cũng có sinh viên xếp hàng dài đợi thang máy ở chỗ này này. Đằng kia là hội trường sân khấu này. Còn bên này là dãy lớp học, nhà vệ sinh với thùng rác ở phía cuối. Thi thoảng mình học ở hội trường xong muốn đi vệ sinh cũng... You're trying to stay strong and fake a smile until I look away.
fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Nhưng mà không phải để tập mà để cân nặng các bạn ạ. Tầng hầm là phòng tập nhảy. À, trừ tòa khoa thiết kế bọn mình ra thì tòa nào cũng có tầng hầm hết nha. Đây là rấn ai tả lo. Đi qua suốt nhưng chưa được học tòa này bao giờ. Giờ là đến tòa thư viện trường. Đây là tầng 1 nha. Mình không được vào quay phim nên chỉ có thể đứng ở ngoài thôi nha, các bạn thông cảm. Còn đây là tầng 2, cửa vào này. Tầng khác đều là thư viện nha, riêng hai tầng trên cùng thì làm phòng máy tính. Đằng sau thư viện là ký túc xá mới nha, nam nữ đều ở được này. Bên này mỗi phòng đều là phòng khép kín, kiểu có nhà vệ sinh, nhà tắm riêng. Mình từng được ở trong này 2 tháng, view nhìn trên cao cũng đẹp lắm đó. Đây là quầy photocopy trong trường. Mình thấy in rẻ hơn ở ngoài gấp đôi. Trời sắp tối rồi mọi người ơi, bật đèn rồi. Đây là nhà gỗ của trường. Có bán đồ ăn nhẹ và có bàn ghế ngồi ăn tại chỗ nữa. Ai thích không khí ngoài trời thì ngồi đây học cũng được. Đi hết một vòng và quay về tòa hành chính người này.
Nếu các bạn thích video của mình, hãy nhấn like và subscribe ủng hộ giúp mình nhé. Có gì thắc mắc các bạn hãy comment bên dưới, mình sẽ cố gắng trả lời các bạn. Giờ thì mình về nấu cơm đây. Bye bye!